Anh em ơi xem, đây là chú ếch xanh mà mình vừa mới làm xong đây này. Hello, xin chào tất cả các bạn. Nhà các bạn có làm ruộng giống như nhà mình không? Nhà mình có làm ruộng nha. Và ngày hôm nay thì nhà mình đã cấy xong xuôi hết rồi. Mình đang ra ngoài đồng xem lúa sau khi cấy được mấy hôm nó đã xanh tươi chưa. Hơn thế nữa, nhà mình còn trồng cả lạc, trồng cả ngô luôn nha. Đây nè, ruộng lạc thấy chưa? Ruộng lạc nó cũng đã cao được khoảng 5cm rồi. Nhưng mà chắc chắn là chưa có hạt, chưa có củ đâu. Ngay bên cạnh là ruộng ngô luôn này. Ruộng ngô nhà mình đây các bạn ơi. Những cái cây ngô của nhà mình ấy thì sẽ được ươm mầm trước ở nhà. Khi nào mà nó cao được khoảng tầm này này, lúc đấy thì bắt đầu mới nhổ và mang ra đồng trồng lên đấy các bạn. Ở chỗ các bạn có trồng như thế không? Ôi ôi, khói thế này các bạn. Ở đây đang đốt cỏ nha các bạn. Đây 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 đây, đây. Một bãi chỗ này, chỗ mình gọi là đây là một đống giấm. Ở đây có một đống giấm đang đốt dở đây các bạn ơi. Cái đống giấm này mà đến mùa khoai ấy nhờ các bạn. Cho vài củ vào, sau đó một lát nữa khi mà nó chín bới ra, ôi trời ơi, ăn khoai nướng ngon hơn rất là nhiều so với ăn khoai luộc đấy. Các bạn có công nhận với mình điều đấy không? Amazing, good job em. Bởi vì nhà mình làm ruộng này cho nên trồng rất là nhiều những cái loại nông sản. Chẳng hạn như đây, một bãi cỏ voi. Bãi cỏ voi này sẽ được sử dụng để làm thức ăn cho trâu, cho bò đấy các bạn ạ. Đã ra đến cánh đồng lúa nhà mình rồi. Bây giờ mới là cấy được có mấy hôm thôi, mới được 2-3 hôm thôi. Nhưng mà ốc bươu vàng với lại các loại ốc nổi lên rất là nhiều. Ôi giời, cái ruộng dưới này cũng cạn nước rồi. Phía dưới kia thì còn có nước, nhưng mà phía trên này thì bắt đầu cạn rồi này các bạn. Phải công nhận rằng bầu không khí ở quê rất là thoải mái á. Ai ở đằng kia như kiểu là bóng dáng của Doraemon đấy các bạn. Cái thân hình tròn tròn lại còn màu xanh da trời thế kia, 100% là Doraemon rồi. Nhưng mà cậu ấy ở ngoài đồng này làm gì không biết. Mình phải ra hỏi xem cậu ấy đang làm gì mới được. Cái dáng kia lại đứng ở bờ hồ ấy kia, chắc là đang câu cá rồi. Cũng phải thôi nhỉ các bạn. Mèo nào mà chẳng thích ăn cá, có đúng không? Câu cá đâu mà câu cá, cậu không thấy tớ đang cầm cái điện thoại to lu lu thế này mà hỏi là đang câu cá. Làm sao mà tớ biết được giữa cái trời nắng chang chang như này, cậu lại ngồi ngay cạnh bờ hồ. Thì làm sao mà tớ không nghĩ rằng cậu đang câu cá. Mà bao nhiêu chỗ râm mát không ngồi, cứ ngồi dưới trời nắng này làm gì. Đi có chuyện gì đi vào trong chỗ mát ngồi nói chuyện đi. A few moments later. Đi ở chỗ kia râm mát này cậu ơi. Thế cậu đang xem cái gì mà mải mê thế? Lại còn phải ra tận bờ hồ này thì mới có thể xem được. Ở nhà không xem được sao? Tớ đang lướt TikTok này, dạo này trên TikTok có mấy cái trend hay phết đi cậu ơi. Trời, trên TikTok thì ngày nào mà chẳng có trend mới. Thế cậu đang xem trend nào đây? Đây cậu xem này, mấy chú ếch với lại chú heo được làm từ mấy quả bóng bay. Trông có cute không cậu? Tớ mới nhìn thôi là đã thích lắm rồi. Trời ơi, có mấy quả bóng bay người ta nặn thành hình dáng mấy con heo với con ếch thôi. Cậu thích như thế sao không đi mua về chơi cho sướng? Tớ cũng thích mua lắm nhưng mà cậu xem này, người ta bán là tít tận Hà Nội, làm sao mà ra đó mua được? Không mua được thì mình có thể tự làm cơ mà. Cậu nhìn tay tôi thế này làm sao mà có thể làm được? À ừ nhớ quên mất. Các bạn ơi, tay của Doraemon ấy có tròn vo như này đúng là không thể nào làm được thật các bạn nhở. Hay là cậu làm giúp tớ đi. Làm thì cũng được thôi nhưng mà tớ sợ mình làm nó không được đẹp như là người ta bán ở đó ấy. Không sao không sao, miễn tay nhìn lại được. Thế nhá, để tớ đi mua bóng bay về cho. Ê cậu ơi cậu ơi, không phải mua bóng bay đâu. Mấy hôm Tết mình mua bóng bay bây giờ vẫn còn dư rất là nhiều luôn đấy. Đi, đi về rồi mình làm cho. Nice. Đây nha các bạn, mấy hôm Tết mình mua rất là nhiều bóng bay. Từ có bóng bay nhỏ tí xíu cho đến những quả bóng bay to đùng, loại nào cũng có luôn. Và tất nhiên là thổi bóng bay to này á, không thể nào mà thổi bằng miệng được. Chính vì thế mình đã mua thêm một cái dụng cụ để thổi bóng bay. Cái dụng cụ này chỉ cần bơm 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 là nó lên thôi. Được rồi, bây giờ cậu thích nhân vật nào, mau đưa đây cho tớ xem. Đây 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 đây, cậu mau làm giúp tớ chú heo hồng này đi. Cho tớ xem ảnh mẫu nào. À, một chú heo hồng à, một quả bóng bay to màu hồng ở giữa, hai cái tai. Cậu chắc là mình làm được chứ? Thì ngay từ đầu tớ đã nói rồi mà, tớ làm được nhưng mà có thể nó sẽ không đẹp mà thôi. Ok, cậu mau làm giúp tớ đi. Đầu tiên mình sẽ dùng quả bóng bay màu hồng to nhất để thổi. Thế này đã đủ to chưa các bạn? Nó to phải to đúng vào một cái bàn tay của mình luôn đấy. Đây, quả này nếu mà thổi hết cỡ chắc nó phải to như thế này đấy. Cho lên đây và bắt đầu thổi nha. Ui, tua tôi, tua tôi. Ui, mình cũng sợ bị nổ lắm các bạn ơi. To quá. To hơn cả cái đầu của mình rồi này. Thêm một chút nữa đi. Chắc là tầm này cho nó an toàn các bạn. To quá mình sợ lắm. Buộc thắt nút lại nhỉ. Sao luôn. Thế là mình đã hoàn thành cái đầu của chú heo màu hồng rồi đấy anh em ạ. Trước hết mình sẽ treo tạm cái đầu của chú heo hồng lên cái giá này. Bởi vì trái bóng mà mình làm đây này là được thổi hoàn toàn từ không khí bình thường chứ không phải là những cái khí như là khí mà người ta bơm vào trong bay. Nó không thể nào bay được đâu. Nó chỉ có thể là mặt đất tầm như thế này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm tai và mũi của chú heo nhá. Bởi vì chú heo màu hồng cho nên mình cũng sử dụng những quả bóng bay màu hồng. Nói chung là chú heo này tất cả màu hồng luôn. Bây giờ mình sẽ làm tai. Đây là loại bóng bay dài này, mình sẽ cho vào bên trong một quả bóng bay tròn loại nhỏ hơn nhá. Quả bóng bay này nhỏ hơn rất là nhiều so với quả bóng bay to này đấy các bạn. Rồi tôi gấp hơi dài, không nên cho dài quá đâu cả nhà. Tầm như thế này thôi. Sau đó mình sẽ cho vào trong này, cho vào trong quả bóng bay. Thổi lên nha. Thổi quả bóng bay to trước. Tầm này thôi các bạn ạ, chỉ tầm to thêm một chút nữa đi. Bây giờ này chúng ta sẽ lựa và thổi quả bóng bay nhỏ bên trong quả bóng bay dài ấy các bạn. Cho to lên, cứ cho to lên. Cái tai, đây sẽ là cái tai nhỉ. Không biết là bên trong khó nhìn thật đấy các bạn ạ. Khó nhìn đúng không?
Bây giờ thì mình sẽ giữ chặt cái quả bóng bay bé bên trong và mình thả quả bóng bay to bên ngoài ra để cho nó xì hơi ra các bạn. Đây đây đây, thả từ từ nhá, thả từ từ. Trong luôn, thành một cái tai. Ủa cái tai giống cái tai thỏ thế nhỉ. Sau đó mình sẽ buộc nó lại, lấy luôn cái đuôi này mình buộc. Trong thấy chưa anh em, thấy chưa? Nó cũng bè 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 này. Cái phần đuôi này thì mình sẽ cắt cái phần bóng bay thừa này đi nhá. Đấy, sau đó mình sẽ nắn chỉnh một chút để cho cái miệng của quả bóng bay này nó sẽ đi về gần đây, để khi mà mình nhìn lên nó sẽ được đẹp hơn. Nhưng mà thôi, mình không chỉnh được, kệ nó đi. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Đây sẽ là cái tai thứ hai. Gấp đôi lại nè, cho vào trong này, thổi nè, thổi quả bóng bên trong này, cắt phần thừa đi nào, cẩn thận nó cắt lại, cắt luôn một quả bóng bay nữa thì thôi xong. Rồi, anh em thấy sao? Được ngay hai cái tai heo rồi đấy. Không ngờ luôn là hai cái tai này có kích thước gần như nhau luôn này các bạn này. Phục mình quá, hoàn thành được đến 70% rồi anh em ạ. Còn cái mũi của chú heo ấy nữa, let's go thôi cả nhà. Phần mũi chú heo thì cũng tương tự như là hai cái tai của chú ấy vậy, chỉ có điều là chúng ta sẽ nắn cẩn thận hơn một chút để cho nó tròn trịa thôi mà. Mình vẫn cho nha, lần này mình đã sử dụng quả bóng bay màu đỏ bởi vì quả bóng bay dài màu hồng của mình đang bị hết rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Căng lên, bóng bay đỏ này. Cái này khó lắm nha, cái này là bắt đầu phải nắn cho nó tròn chính đấy các bạn. Cho nên nó hơi khó một chút. Chả biết là mình có làm nó có đẹp được hay không nữa ấy. Rồi, tầm này vẫn chưa đỏ, tầm này được chưa nhỉ cả nhá? Có vẻ mũi hơi bé nhở. Anh em ạ, hơi đen một chút. Đang bơm bóng bay thì không may nó rơi một cái, thế là thôi, nứt luôn. Bây giờ là mình đang sử dụng một cái bóng bay khác để buộc vào đây. Không biết là có bơm được nữa hay không ý. Bởi vì đây là cái mũi ấy, cho nên là chúng ta cần phải nắn một chút cho nó cân đối các bạn ơi. Chứ còn nếu mà là cái tai thì mình cũng mặc kệ luôn đấy. Rồi, có vẻ ở giữa rồi nhỉ cả nhà nhỉ. Bây giờ mình sẽ xì hơi ra nha. Anh em ạ, nhìn xì hơi này. Chì, rồi. Một cái mũi với lại có một cái núm ở giữa này. Bây giờ đằng sau này có thể buộc được thôi. Tốt nhất là buộc vào cho nó, nhìn cho nó đẹp. Ấn cái này xuống nữa nha. Đấy, ấn xuống để thành luôn. Kéo căng một chút đã rồi mới buộc các bạn ạ. Rồi, xong luôn. Đoạn này cắt đi nhá. Phần chuẩn bị đã xong hết rồi đấy cả nhà ơi. Cái đầu chú heo hồng nè. Tai và đây là cái tai. Mình sẽ sử dụng cuộn băng dính heo mặt này để gắn tai và mũi lên cái đầu của chú heo hồng. Tai trước nhá. Trang trí hai cái tai trước. Chỉ sợ bị lệch thôi. Để mình nhìn lại xem nào. Đây sẽ là cái đầu chú heo đúng không? Cái tai chú heo sẽ như thế này nhỉ các bạn. Tai chú heo nó sẽ hơi trúc xuống như thế này. Cái tai thứ hai nha. Hai cái tai. Hơi bị lệch rồi cả nhà. Đến cái mũi nha. Mũi sẽ nằm ở giữa hai cái tai này. Phải thêm đôi mắt vào nữa. Trước hết là chúng ta sẽ trang trí hai cái lỗ mũi của chú heo này này. Mình sẽ sử dụng một cái tấm đề can có màu xanh da trời để trang trí nha. Lỗ mũi. Đấy, một cái. Cái lỗ mũi thứ hai. Rồi. Cuối cùng là đôi mắt. Bóc nó ra nha, đôi mắt phải dán cẩn thận, nó lệch lác mắt luôn đấy. Rồi, đôi mắt chú heo phải gần lỗ mũi nhỉ. Đây. Chá. Tiếp tục. Con người à? Sao đó anh em? Thấy có giống với chú heo ở trên TikTok không nhỉ? Kể ra tay nghề của mình cũng khá đấy nhỉ các bạn. Anh em cũng đừng quên để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nha. Sao nào, cậu thấy sao Doraemon? Vừa ý với sản phẩm mà tớ vừa mới làm ra chứ. Đây, đưa cho cậu này. Wow, đẹp thật đấy. Mau làm cho tớ thêm một con ếch nữa đi. What? Đâu để tớ xem nào. Chú ếch này là có một cái điều đặc biệt, đó chính là hai con mắt của chú ấy được làm riêng bằng hai quả bóng bay chứ không phải là dán như lúc ấy nữa. Ok, chờ một chút nhà, mình sẽ làm cho bạn thêm một chú ếch nữa. Lần này là một chú ếch có màu xanh. Không, lần này mình sẽ làm chú ếch to hơn chú heo vừa rồi các bạn ạ. Bởi vì chú heo vừa rồi mình cảm giác rằng quả bóng bay đó vẫn còn có thể to được nữa. Cho nên quả này mình sẽ làm cố gắng to hơn. Nói thôi nhưng cũng hơi sợ ấy. Bơ bằng tay mệt thế này, thổi bằng miệng thì biết bao giờ cho nó đầy các bạn nhờ. To chưa. Thêm một chút nữa các bạn ạ. Thế này thôi các bạn ơi. To nữa tôi sợ lắm. To thế này cơ mà các bạn. Mắc nó lên trên cái giá này để mình trang trí cho nó dễ. Mình sẽ sử dụng quả bóng bay dài có màu xanh lá cây này để làm tay. À làm chân cho chú ếch ấy các bạn. Đây. Wow. Căng quá nguy hiểm lắm. Nhưng mà các bạn ơi, rõ ràng quả bóng bay mình lấy cũng là màu xanh. Thế nhưng mà sao hai màu xanh này nó lại khác nhau thế nhở? What the hell? Nhưng mà không có sao hết, mình sẽ gấp đôi cái này lại. Con ếch này chắc mình phải làm cái chân, hai cái tai của nó trước. Phải nhìn ảnh đã. Ok, bắt đầu luôn nha các bạn. Chưa được, có vẻ là cái tai hơi to. Có vẻ vừa nhỉ, bằng nhau rồi nhỉ. Buộc vào nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt đôi này ra nhá. Và đây là kết quả sau khi cắt đôi, rất là tiết kiệm luôn đấy cả nhà. Còn bây giờ thì đến lượt là cái chân. Hồi nãy là hai cái tai thì hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ đến lượt cái chân ấy thì mình sẽ làm nó to hơn một chút. Đùa chứ, thật với các bạn, mỗi lúc bơm này mình cảm giác rất là ghê nhá. Đây này, muốn uốn được thì anh em phải để
chỗ này nhiều nhiều ra nhá. Tức là phải xả bớt khí ra này, thêm một chút nữa cho an toàn. Buộc nút đầu tiên, chia đôi ra này. Mình sẽ chia đôi đây ở đoạn giữa, chia đôi này. Gấp lại, buộc rất là chắc chắn luôn. Tương tự bên này mình cũng làm như thế, gấp nó lại và buộc vào, dùng kéo cắt đôi nó ra. Được ngay hai cái chân. Còn về mắt thì mình sẽ sử dụng hai của bóng bay màu trắng. Hai của bóng bay màu trắng kích cỡ nhỏ một chút thôi, đều ok các bạn ơi. Hay là mình thử thổi bằng miệng xem như thế nào nhỉ. Loại này nhỏ mình thổi bằng miệng được mà. Đấy, một quả, hai quả. Mình chưa có buộc lại đâu, bởi vì là mình còn phải xem kích cỡ của hai của bóng bay này á, nó đã bằng với nhau chưa. Này là có vẻ bằng nhau rồi đúng không các bạn. Sau khi đối chiếu so sánh nó bằng nhau rồi, đấy mình mới buộc cái miệng nó lại nhá. Đã xong luôn. Và tương tự giống như chú heo màu hồng lúc trước, mình vẫn sử dụng băng dính hai mặt này để gắn các bộ phận lên đầu của chú ếch đấy. Với băng dính hai mặt này thì mình nghĩ là chúng ta nên cắt ngắn thôi, đừng có cắt dài. Bởi vì chúng ta cắt dài nó cũng chẳng thể nào mà có thể chạm được đến tận cùng của quả bóng bay này, cho nên rất là lãng phí. Mình cắt ngắn nhưng mà mình sẽ dán nhiều chỗ, như vậy thì ok hơn. Mình nghĩ là thế đấy, được chưa nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok đấy. Với cả nha các bạn ơi, để tránh tình trạng dán bị lệch tai mắt mũi như là chú heo hồng vừa rồi ấy, thì lần này mình quyết định là sẽ đặt xuống bàn và dán thật là cẩn thận để cho nó cân đối, nhìn nó phần nào nó đẹp hơn. Đôi lúc mình làm rất là cẩn thận, rất là đẹp rồi, nhưng chỉ vì dán lệch một chút thôi, thành ra là nó bị xấu đi bao nhiêu cả nhà nhớ. Nice. Chân chú ếch sẽ như thế này các bạn ơi. Hai cái chân này, hai cái tay, hai cái tay. Cân đối vào nha, cân đối vào nha. Khó lắm luôn ý. Hai cái tay. Ok. Còn hai con mắt nữa. Con mắt thận không là nó lệch thì thôi rồi đấy. Một con. Đã xong hai con mắt, chỉ cần trang trí thêm một chút nữa cho nó giống với chú ếch hơn thôi. Mình sẽ trang trí đôi mắt trước để cho chú ếch này nó có hồn nhỉ. Dán mắt lệch là thành con ếch bị lát mắt ấy. Mắt màu tím luôn. Cẩn thận nào, cẩn thận nào. Hai. Giống hơn chưa cả nhà ơi? Mắt màu tím với con ngươi màu vàng đấy. Tiếp nữa là đến cái miệng nhá. Cái miệng này, cái miệng cũng quan trọng không kém nhá. Cái miệng mà dán lệch một chút xíu thôi là hơi buồn ấy. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im để tớ xem nào. Đâu mới là chính giữa nào. Xinh chưa, xinh chưa? Vẫn chưa hết đâu. Thêm cho nó hai cái chấm như ở trong bức tranh này. Chỗ này có một bức tranh, các bạn ơi, mình đang nhìn làm theo bức tranh đấy á. Thêm cho nó hai cái xoáy xoáy nữa. Xoáy hai bên má nhỉ các bạn. Đâu rồi? Đâu một cái nữa rồi. À, đây rồi. Chỗ này đúng không? Chỗ này thì sẽ phải là chỗ này. Rồi. Yeah. Anh em ơi xem, đây là chú ếch xanh mà mình vừa mới làm xong đây này. Cũng đẹp đâu kém gì những người thợ làm đâu các bạn nhỉ. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Không hiểu tại sao màu xanh của cái đầu con ếch này nó lại khác với màu xanh của cái chân này. Mặc dù lúc mình chọn lên hai cái đều màu xanh, mình đoán chắc là do mình cái này mình thổi căng lên nên màu xanh nó sẽ nhạt đi. Còn quả bóng dài này á, mình thổi không căng lắm cho nên nó đậm. Một chú ếch có cái đôi mắt màu trắng với cái tròng mắt gì, trong mắt màu tím, màu tím mộng mơ với lại cái con người màu vàng nha. Màu vàng, úi giời, hai cái xoắn xoắn màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Cái lưỡi như kiểu là chú ếch này đang rất là ham ăn ấy, rất là thích ăn ấy. Mú mím luôn. Ta 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 ta. Xong luôn rồi đây. Quá to, quá đẹp luôn. Đây này Doraemon, cậu thấy chú ếch mà mình vừa mới làm xong có xứng đáng được 10 điểm hay không? Mình nghĩ rằng cái này là quá mỹ mãn luôn ấy. Bởi vì là sau khi so chú ếch thật này với lại chú ếch trong ảnh mà cậu gửi cho ấy, mình thấy chú ếch mình làm ra còn đẹp hơn rất là nhiều ấy. Đây cậu ơi. Wow, đẹp thật đấy cậu ơi. Không ngờ rằng cậu lại khéo tay đến thế. Thích quá đi, cảm ơn cậu rất là nhiều nha.